Bình Dương thắng tối thiểu trước Sài Gòn. Tại trận đấu sớm vòng 9 V-League 2019, Bình Dương có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sài Gòn trên sân nhà. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền đạo Masari ở phút thứ 81. Với chiến thắng này, Bình Dương tạm leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 11 điểm.